Án bưu điện Cầu Voi xảy ra vào tối 13 tháng 1 năm 2008. Tại hiện trường, cơ quan điều tra không thu giữ được tang vật gây án, chỉ thu được dấu vân tay, mẫu máu, đồng thời đã triệu tập một số đối tượng tình nghi, nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm. Hơn 2 tháng sau, trưa ngày 20 tháng 3 năm 2008, bà Nguyễn Thị Len, đảng viên, giáo viên trường Mẫu giáo Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, là dì ruột của Hồ Duy Hải, được ông Hồng, trưởng công an xã Nhị Thành gọi điện, hỏi Hải đang ở đâu, về gặp công an liên quan đến chuyện cá độ đá bóng. Hải về thăm bố ở thành phố Hồ Chí Minh, nên đã đi xe buýt đến công an tỉnh và chiều hôm đó đã trở về nhà, được hẹn vào ngày mai. Hải cho biết công an chỉ hỏi việc cá độ ở trong xóm. Ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hải được chị ruột đưa lên công an tỉnh. Tối cùng ngày, công an về khám nhà bà Loan, mẹ Hải, thu vàng. Tuy nhiên em gái của Hải đã trình hóa đơn thể hiện nguồn gốc của 4 chiếc nhẫn nhưng vẫn bị thu, sau này đã được trả lại cho gia đình. Công an còn ra sau nhà bà Len lấy tro đã đốt sau nhà. Như chúng tôi đã phân tích, vì sao con dao, cái ghế, thớt được Hải khai là tang vật gây án nhưng không được công an thu giữ. Cái thớt thì cho người mua ở chợ về, con dao thì dân phòng phát hiện, khai đem đốt, cùng được mua ở chợ về đưa vào hồ sơ vụ án. Mẫu dấu vân tay và mẫu máu thu được ở hiện trường được gửi đi giám định nhưng không phải là mẫu vân tay và mẫu máu của Hồ Duy Hải. Khi khám nghiệm tại hiện trường, công an thu được sợi tóc, hạt cơm khô nhưng không hiểu vì sao lại không thấy con dao. Đoàn giám sát của Quốc hội sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án đã nhận định bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết luận Hồ Duy Hải về tội giết người và cướp tài sản đều dựa trên căn cứ chính là lời khai nhận của Hồ Duy Hải. Đây là chứng cứ trực tiếp duy nhất. Những chứng cứ còn lại đều là chứng cứ gián tiếp. Lời khai của Hải, có lúc Hải nhận tội, lúc không. Nội dung giữa các lần khai có rất nhiều mâu thuẫn. Nhiều chứng cứ thu thập được không tuân thủ đúng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nhưng vẫn bị kết tội. Phát biểu tại phiên thảo luận về vụ án oan sai của đoàn giám sát, ông Ngô Văn Hiến, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thốt lên. Các bản án kết tội chỉ căn cứ vào lời khai của Hồ Duy Hải, nghiên cứu cả quá trình qua các lần khai của Hồ Duy Hải, tôi thấy rất nghi ngờ. Những cái đáng nhẹ không nhớ thì lại nhớ rất chi tiết. Những cái cần nhớ thì mãi sau này mới thấy có hướng lái cho phù hợp với biên bản hiện trường. Ông Phạm Xuân Trường, Ủy viên Ủy ban Tư pháp nói, chính vì những sai sót trong quá trình thu thập chứng cứ mà chúng ta cầm gậy đập vào chân mình. Vì gian dối đưa các chứng cứ giả vào mới dẫn đến vụ án phức tạp như thế này. Vụ án bưu điện Cầu Voi được đoàn giám sát của Quốc hội xếp là một trong 3 vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, phó trưởng đoàn giám sát, trực tiếp giám sát vụ án nhận định đủ 4 căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm vụ án này. Lời khai mâu thuẫn của Hồ Duy Hải là diễn biến tâm lý tội phạm. Xuyên suốt phán quyết giám đốc thẩm lặp đi lặp lại nhiều lần, dựa vào lời khai của Hải phù hợp với các chứng cứ, nhưng không có chứng cứ trực tiếp, dấu vân tay của Hải, tòa vẫn y án tử hình. Trong khi đó, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu, nội dung lời khai của Hải mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhưng chưa được điều tra, thẩm vấn, làm rõ tại tòa. Thứ nhất, mâu thuẫn về hành vi tấn công nạn nhân. Các lời khai ban đầu của Hải khai, lấy dao ở kề gần cửa chạy theo Hồng, dùng tay trái nắm đầu Hồng đập đầu mạnh vào lavabo, rửa mặt khoảng 3 cái, dùng dao để cắt đứt cổ, bút lục 82. Thứ hai, có lời khai, sau khi đập đầu Hồng vào lavabo, Hải đi vào nhà lấy con dao ở bàn, quay lại phòng tắm, cắt cổ chị Hồng, bút lục 86. Thứ ba, sau đó lại khai Hải đập đầu, mặt và trán chị Hồng vào lavabo, Hải kéo chị Hồng vào chân cầu thang lấy thớt đập mạnh vào vùng đầu rồi lấy dao cắt cổ chị Hồng, bút lục 88, 93, 99. Thứ tư, các lời khai sau, Hải đuổi theo xô ngã chị Hồng ngã ngựa dưới nền gầm cầu thang, dùng tay phải đánh mạnh vào mặt chị Hồng nhiều cái, lấy cái thớt cầm hai tay đập lên vùng đầu và mặt chị Hồng hai cái, lấy con dao cắt cổ chị Hồng qua lại hai cái, bút lục 100, 116. Mâu thuẫn về hành vi hiếp dâm chị Hồng. Thứ nhất, ban đầu Hải khai định quan hệ tình dục nhưng chị Hồng phản ứng, bỏ xuống nhà vệ sinh, bút lục 82. Thứ hai, nhiều lời sau khai, Hải khống chế chị Hồng, dùng tay bóp cổ chị Hồng, cởi hết quần áo chị Hồng,
giao cấu với chị Hồng xong, Hải xuất tinh vào vạt áo của mình, cả hai mặc quần áo lại, bút lục 89. Thứ ba, sau đó lại khai, khống chế chị Hồng, chưa làm gì được thì bị Hồng đạp vào bụng, bật lại, Hồng bật dậy, chạy ra ngoài, bút lục 101. Tuy nhiên, hội đồng thẩm phán tối cao lại xét thấy, trong quá trình điều tra, Hồ Duy Hải có một số lời khai có nội dung mâu thuẫn như viện dẫn của kháng nghị, giám đốc thẩm. Điều này phù hợp với diễn biến tâm lý tội phạm trong quá trình điều tra, xét xử và thể hiện các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm không mớm cung, ép cung đối với bị cáo. Thế này thì cạn lời lối xét thấy của tòa án. Dư luận cả nước từng chấn động về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Thông tin cho thấy toàn bộ những lời khai nhận tội, thực nghiệm, tang vật đều là ngụy tạo, ép cung, nhưng lại đẹp một cách đến lạ lùng. Trong khi đó, những chứng cứ ngoại phạm của anh Nguyễn Thanh Chấn đã bị tòa vứt vào xo rác. Báo Tiền Phong từng có bài, có chứng cứ ngoại phạm vẫn bị tù chung thân, đã đăng về vụ án này. Trong bài báo đã chỉ ra hàng loạt điểm vô lý, mâu thuẫn về thời gian, dấu chân. Trong đó tôi đặc biệt chú ý đến tình tiết mà báo cho rằng là quan trọng nhất. Nguyên văn như sau, đặc biệt theo biên bản khám nghiệm hiện trường, vụ án này có rất nhiều dấu vết như nhiều dấu vết chân dưới sàn nhà, dấu tay có vết máu trên cửa và dấu tay trên chiếc gối đầy mặt chị Hoan, vân tay trên cánh cửa, thanh sắt cài cửa hậu, trên công tắc điện, nhưng những vân tay, vết chân trên hiện trường với dấu vân tay, vết chân của bị cáo lại không được đánh giá và kết luận một cách minh bạch. Nói một cách ngắn gọn, cơ quan tiến hành tố tụng và đặc biệt là tòa án đã bỏ qua một trong những chứng cứ khoa học và chính xác nhất là dấu vân tay. Chính vì điều này thêm một lần nữa, thôi thúc tôi đưa ra những bình luận này, nêu lại tình tiết vụ án bưu điện Cầu Voi. Hồ Duy Hải bị kết tội giết người là hai nhân viên bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào năm 2008. Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận lúc bấy giờ do hành vi giết người hết sức man rợ, hết sức dã man, hung thủ dùng dao cắt cổ hai nạn nhân. Các dấu vết tay thu được tại hiện trường vụ án xảy ra ngày 14 tháng 1 năm 2008 tại Bưu cục Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, không phát hiện trùng khớp với 10 điểm chỉ in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải, sinh năm 1985, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 129-39 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Theo kết quả xét xử, tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, bị cáo Hồ Duy Hải đã đi gắn máy tới bưu điện Cầu Voi, vào bên trong nói chuyện với hai nữ nhân viên tại đây là chị Hồng và chị Vân. Sau đó, Hải đưa tiền kêu chị Vân đi mua trái cây. Khi Vân đi, Hải nảy sinh quan hệ sinh lý với chị Hồng, nhưng không được, nên đã tức giận dùng dao cắt cổ chị Hồng. Sau đó, khi chị Vân đi mua trái cây về, Hải tiếp tục cắt cổ chị Vân. Hai nạn nhân đều chết vì mất máu. Sau khi gây án khoảng 2 tháng, Hải bất ngờ bị công an bắt và tại đây khai nhận chính mình là thủ phạm. Toàn bộ hồ sơ vụ án từ biên bản khám nghiệm hiện trường cho tới kết luận điều tra, cáo trạng và các bản án sơ phúc thẩm đều mô tả rất chi tiết về hành vi giết người của Hồ Duy Hải, đặc biệt là tại hiện trường đã để lại rất nhiều dấu vân tay. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh ở đây là theo kết quả giám định thì toàn bộ 10 ngón vân tay của Hồ Duy Hải đều không trùng khớp với dấu vân tay thu giữ tại hiện trường. Thế nhưng, mặc dù cả hai phiên tòa, Hồ Duy Hải đều kêu oan, đều được nhiều tờ báo lớn phản ánh, nhưng đều bị tòa tuyên Hải chính là thủ phạm giết người với mức án cao nhất là tử hình. Giữa năm 2011, tôi được gia đình Hồ Duy Hải nhờ làm đơn xin giám đốc thẩm. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ và trực tiếp tìm gặp những nhân chứng, xác minh các tình tiết liên quan chưa rõ, tôi nhận thấy có rất nhiều tình tiết bất thường, mâu thuẫn và vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Chẳng hạn như ngoài tình tiết về dấu vân tay không trùng khớp thì còn có sự dàn dựng thu thập chứng cứ trái pháp luật, bỏ qua hàng loạt tình tiết mâu thuẫn có dấu hiệu rút bớt và làm sai lịch hồ sơ vụ án. Theo đó, tôi đứng đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án này. Đơn của tôi đã được Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát trả lời, nhưng đều rất ngắn gọn và chỉ vài dòng, có nội dung rất giống nhau là đã xử đúng người đúng tội. Với cách trả lời như vậy, toàn bộ những vấn đề mà tôi đã nêu trong đơn gồm hàng chục nội dung, trong đó có tình tiết về dấu vân tay đều không được xem xét và trả lời cụ thể. Hiện nay, sau phiên giám đốc thẩm, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Hội đồng Thẩm phán đã biểu quyết 17/17
đồng ý giữ nguyên quyết định của hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bác bỏ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ nguyên quyết định y án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Khoa học đã chứng minh rằng mỗi người chỉ có một dấu vân tay duy nhất. Như vậy, nếu Hồ Duy Hải thực sự là thủ phạm, thì những dấu vân tay thu giữ tại hiện trường là của ai? Rất mong Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại vụ án này trước khi quá trễ. Ông chánh án Nguyễn Hòa Bình mù luật. Phải chăng toàn bộ 17 vị trong hội đồng thẩm phán tại phiên tòa giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải không hiểu biết pháp luật? Sau 3 ngày xét xử giám đốc thẩm, từ ngày 6 đến 8 tháng 5, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố quyết định giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải, không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với các nội dung trong vụ án Hồ Duy Hải. Hội đồng thẩm phán cho rằng quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là trái pháp luật vì kháng nghị diễn ra trong khi quyết định số 639, quyết định Chủ tịch nước ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực. Chẳng lẽ ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và 16 vị thẩm phán kia không biết hoặc cố tình không biết, hay họ chỉ là những con robot làm theo lệnh của ông chánh án Nguyễn Hòa Bình? Tại khoản 2 điều 379 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định như sau: việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Điều đó có nghĩa là lúc người bị kết án, mà ở đây là Hồ Duy Hải, đang ngồi chờ ngày thi hành bản án hoặc đang trên đường đi tới pháp trường để thi hành án, mà nếu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát hiện được những sai sót trong quá trình tố tụng và xử án, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị. Thậm chí kể cả người bị kết án đã chết thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn có quyền kháng nghị để minh oan cho họ. Các vị trong Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hãy vịnh tay lên mà nghe các chuyên gia giảng dạy nhé. Ông Nguyễn Quang Lộc, nguyên thẩm phán, nguyên chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao, phân tích về phiên tòa giám đốc thẩm xử vụ Hồ Duy Hải như sau. Hội đồng giám đốc thẩm cho rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trái pháp luật nên không được chấp nhận. Với kháng nghị đó trái pháp luật nào? Kháng nghị khi mà quyết định số 639 quyết định Chủ tịch nước ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực pháp luật. Luật nào quy định? Không có quy định nào về vấn đề này trong Bộ luật Tố tụng Hình sự. Về cái được gọi là sai sót trong tố tụng hình sự của vụ án này, phải nói thẳng đó là những vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Vậy các vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự trong vụ án có làm thay đổi nội dung, bản chất của vụ án không? Khi mà các cái gọi là chứng cứ được thu thập trái pháp luật lại được sử dụng như là chứng cứ buộc tội thì đó là vi phạm pháp luật, vì thế nó làm thay đổi bản chất của vụ án. Tiến sĩ Vũ Thị Phương Lan, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội nói, một bản án chưa thể hiện công lý. Vấn đề được Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tối cao nêu ra là kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không đúng quy định của pháp luật, vì Chủ tịch nước đã có quyết định 639 năm 2012 bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải. Hàm ý ở đây là khi Chủ tịch nước đã bác đơn ân giảm án tử hình thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không được quyền kháng nghị. Tôi cho rằng không thể đem quyết định của Chủ tịch nước để quy chiếu tính hợp pháp của quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bởi vì chức năng của hai cơ quan này là khác nhau và nội dung của hai văn bản đề cập tới những khía cạnh khác nhau, cho dù là về cùng một vụ việc. Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, chứ không phải cơ quan tố tụng. Hiến pháp pháp luật trao cho Chủ tịch nước quyền ân giảm đối với tội phạm, chứ không phải khẳng định một người có tội hay không. Quyết định không ân giảm của Chủ tịch nước không có nghĩa là lời khẳng định quyết định buộc tội tử hình của tòa án là đúng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện quyền kháng nghị của mình theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân và Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quyền kháng nghị có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào đối với các bản án của tòa án mà Viện Kiểm sát cho là sai. Có thể là sai về tố tụng hoặc áp dụng pháp luật nội dung,
Ở đây cơ sở pháp lý của kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là hiến pháp và các luật liên quan, và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn toàn có quyền kháng nghị ngay cả khi Chủ tịch nước đã có quyết định bác đơn ân giảm án tử hình. Luật sư đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vừa rồi có những chi tiết và lập luận không đủ sức thuyết phục và có thể để lại một tiền lệ không phù hợp với nguyên tắc, suy đoán vô tội mà Bộ Luật Tố tụng Hình sự đã quy định. Do đó, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị Quốc hội cần giám sát tối cao vụ án này. Tôi đồng tình với đề nghị này. Theo đó, ông cho rằng bản chất của vụ án không thể tồn tại ngoài chứng cứ. Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không sai về thủ tục. Cấp giám đốc thẩm ra phán quyết bằng cách giơ tay là không khách quan vì tạo áp lực cho các thẩm phán. Phó ban dân nguyện của Ủy ban thành viên Quốc hội, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng đã chỉ ra sự không vô tư và định kiến tư pháp khi ông Nguyễn Hòa Bình, từng làm viện trưởng đặc không kháng nghị, giữ ông Bình là chánh án tối cao, lại ngồi ghế chủ tọa, thì điều lo ngại sự không vô tư đã xảy ra. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, biểu quyết 100% của 17 vì Hội đồng Thẩm phán không còn tính độc lập trong xét xử mà là của cấp dưới với thủ trưởng, chánh án. Điều hết sức nguy hại cho nền tư pháp nước nhà khi mà những vị thẩm phán này là những kẻ mũ cao áo rộng, ngồi ngất ngưởng ở vị trí cao nhất của những phiên tòa để xét xử người khác, khi họ là những kẻ hướng dẫn bằng việc viết sách hoặc giảng dạy. Ở các trường luật, nhằm đào tạo ra những người cầm cân nảy mực, thi hành công lý, phán xét con người. Vẫn biết rằng các vị thẩm phán hiện nay tại Việt Nam chưa phải là những người giỏi nhất, hiểu biết luật nhất. Rất nhiều người trong số họ là những kẻ tha hóa, thiếu đạo đức, không phải tiền thân bằng cái đầu, bằng trí tuệ, mà tiền thân bằng đầu gối, giỏi nịnh bợ. Chính vì vậy mà sản phẩm tồi tệ của họ là hàng loạt vụ án oan sai, thiếu công minh chính trực, thiếu công bằng, gây căm phẫn trong nhân dân và dư luận xã hội. Tuyên ngôn quyền con người của cách mạng Pháp năm 1789, các đại biểu của nhân dân Pháp họp thành quốc hội, cho rằng việc không biết tới sự lãng quên hay coi sự coi thường các quyền của con người là những nguyên nhân gây ra những độc hộ chung thân và sự hư hỏng của những kẻ cầm quyền. Vì thế đã quyết định trình bày các quyền tự nhiên thiêng liêng và không thể tước bỏ được của con người. Câu hỏi đặt ra là tại sao cả hội đồng thẩm phán 17 vị, trong đó hầu hết là giáo sư tiến sĩ luật, người thấp nhất là thạc sĩ luật, đại diện cao nhất và có thể nói là tinh hoa của ngành tòa án Việt Nam hiện nay mà có nhận thức ấu trĩ và ngây thơ như vậy. Vì vậy, có người đạp ví 17 vị trong hội đồng thẩm phán là 17 tay đao phủ, là 17 con kền kền quả không oan. Bàn tay của 17 vị quan tòa này đã nhuốm máu người vô tội. Nếu xét thấy mình không đủ tư cách làm quan tòa công tâm, công chính và lương thiện, thì mong các vị hãy cởi áo quan, trở về làm người tử tế cũng chưa muộn. Nếu vì những động cơ thấp hèn mà dám cố tình giết oan một mạng người, thì các vị muôn đời sẽ sống trong sự phỉ nhổ và nguyên rủa của nhân dân. Dù các vị là người đại diện cho cán cân công lý, thì công lý không thuộc về những kẻ vô đạo đức và vô lương tâm như các vị. Chừng nào còn chế độ độc đảng độc tài, không có tòa án độc lập, thì những đau khổ chung thân của gần 100 triệu dân đen Việt Nam vẫn còn mãi mãi. Kết luận giám đốc thẩm từ tù Hồ Duy Hải là âm mưu rửa mặt cho đảng. Không thể nào đọc kỹ hết được vô số phản ứng về kết luận của tòa tối cao, y án hai phiên tòa cấp dưới, tự hình ông Hồ Duy Hải. Dư luận đa số tin ông Hồ Duy Hải bị án oan, còn hung thủ chính có gốc gác lớn nên đã được dàn dựng để thoát tội. Số ít hơn bán tín bán nghi, tin ông Hồ Duy Hải có thể là hung thủ, nhưng họ phản ứng vì cơ quan điều tra có quá nhiều sai phạm nghiêm trọng, mà đã sai phạm thì phải điều tra lại. Tôi chưa thấy phản ứng của số người tin ông Hồ Duy Hải đúng là hung thủ. Vì thế cứ cho ông Hồ Duy Hải đúng là hung thủ, tôi vẫn không thể chấp nhận kết luận của tòa tối cao. Vì với những sai sót tòa xác nhận thì tại sao không trả hồ sơ để điều tra lại không còn sai sót rồi xử xử lại vẫn ý án. Nếu làm như thế có thể uy tín ngành tư pháp được cứu vớt chút đỉnh. Tư pháp được cứu vớt, chế độ cũng được ăn theo. Vấn đề thật đơn giản, nhưng tại sao tòa tối cao không thấy hoặc không thể làm? Ngành tư pháp với kết luận vừa rồi vốn đã bị nghi ngờ, càng bị nghi ngờ hơn. Nên nếu tin về cái gọi là độc lập tư pháp, thì hãy tin câu chuyện về anh hùng Lê Văn Tám hoặc chuyện Bác Hồ không có vợ con.
Nhưng 17 thẩm phán họ là ai? Trước hết 16 người là thuộc cấp của ông chủ tọa Nguyễn Hòa Bình, kế đến đều cùng là đảng viên, kế tiếp nữa đảng viên đương nhiên phải thi hành lệnh của đảng. Thứ nhìn 9 vị tòa tối cao của Mỹ, mỗi vị được tổng thống đương nhiệm đề cử. Tổng thống thuộc đảng nào thường đề kỵ vị thẩm phán có khuynh hướng thiên về đảng của mình, điền vào ghế trống vì một lý do nào đó. Sau đó vị được đề cử vì đảng đối lập cật vấn rất gay gắt, nhiều câu hỏi hóc búa về đời tư, kể cả nhân chứng sống trực tiếp ra làm chứng về những việc vị đó từng làm. Thử hỏi một ứng cử viên phải ngồi trước ủy ban thường viện chịu cật vấn suốt tuần lễ như vậy, sau đó mới bỏ phiếu, sẽ thấy mức độ độc lập của tòa tối cao ra sao. Hơn thế nữa, tòa tối cao không quá ít người, vì ít người phán quyết dễ bị nhớ sai số, cũng không quá đông, vì 9 người 10 ý, tranh cãi bất tận. Lịch sử phán quyết tòa tối cao của Mỹ có số phiếu 5/4, rất nhiều. Không có chuyện phiếu át đạo, điều này xác nhận tính cách độc lập của thẩm phán. Nhưng tòa tối cao Việt Nam vừa rồi có tới 17 vị, bàn cãi chưa tới 3 ngày, một vụ án có quá nhiều uẩn khúc. Mà mẹ của bị can đã có cả ngàn đơn kêu cứu khắp nơi, đằng đẵng suốt 12 năm. Thế nhưng khôi hài ở chỗ là họ nhất trí kết luận. Với thể chế dân chủ tự do, tam quyền phân lập, thì có thể nói mà không sợ sai là không bao giờ có cái gọi là nhất trí, điều mà người miền Nam rất ngỡ ngàng từ sau năm 1975, khi hai tiếng nhất trí nằm ngay ở cửa miệng cán bộ, cái gì cũng nhất trí. Thế mà vẫn chưa đủ, lại còn thêm nhất trí cao nữa. Kết luận của tòa tối cao vừa rồi với sự nhất trí kỳ quái làm dư luận nghi ngờ là có toan tính ở cấp cao nhất. Bổn phận của 17 đảng viên thẩm phán là dọn đường để ông đảng trưởng có dịp thể hiện tính khoan hồng nhân đạo. Nếu từ tú lắm đơn xin giảm án, xung kịch bản như vậy là đáng mong xóa bớt được bộ mặt bất nhân, bất nghĩa của chính họ. Ví dụ như xóa bớt được hình ảnh xác cụ Lê Đình Kình bị xử tử, bắn trực tiếp ngay tim, nát đầu gối tại giường cùng ngủ. Đặc thế lại còn bị mổ bụng sau 3.000 lính tấn công vào xã Đồng Tâm nửa khuya, cận ngày Tết, muốn xóa sổ luôn con cháu các cụ. Phải chăng đảng dùng phiên tòa hình sự với mong muốn nêu trên? Nếu đúng thế thì dư luận thật sáng suốt, đã bóc mẽ được ngay với vô số nghi vấn mà không một ai đứng trước ở bất cứ cấp nào dám đứng ra trả lời. Với chế độ cộng sản thì mọi việc đều rất mù mờ, vì chỉ có mù mờ họ mới có thể lấp liếm giải thích mọi chuyện. Có điều chắc chắn là không còn ai tin đảng, không còn ai tin vào hệ thống pháp luật Việt Nam. Phiên tòa giám đốc thẩm vi phạm pháp luật, nhìn lại diễn biến từ ngày xảy ra vụ án mạng làm chết hai cô gái nhân viên bưu điện Cầu Voi vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân, cho đến khi kết thúc phiên tòa giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020, chúng ta thấy có một sự xuyên suốt như kịch bản của một vở tuồng hoàn hảo. Ngay sau khi vụ án xảy ra một thời gian ngắn, chắc chắn các cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã xác định được thủ phạm là ai. Theo cáo trạng, hung thủ khi giết hai nạn nhân đã thực hiện hàng loạt động tác bằng tay như bóc cổ, kéo xác, dùng dao thớt, ghế đập đầu, cắt cổ hai nạn nhân. Những nơi này sẽ để lại rất nhiều dấu vân tay của hung thủ. Ngoài ra họ đã thu được rất nhiều dấu vân tay ở các cánh cửa, nhà vệ sinh, đặc biệt là những vết máu nơi hiện trường và tại con dao cái thớt. Trong đêm xảy ra vụ án, cơ quan chức năng xác định có 3 người đã ghé vào bưu điện Cầu Voi là anh Đinh Vũ Thường, anh Hồ Văn Bình và Nguyễn Văn Nghị. Trong đó Nguyễn Văn Nghị là đối tượng đáng nghi ngờ nhất. Báo Công an Nhân dân ra số ngày 16 tháng 1 năm 2008. Chỉ sau vụ án mạng xảy ra, 3 ngày có bài vụ hai nhân viên bưu điện bị giết, nghi can là bạn trai của nạn nhân. Theo đó nghi can chính là Nguyễn Văn Nghị, ngụ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, có dấu hiệu nghiện ma túy. Nghị là một trong hai bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Vào đêm xảy ra vụ án, người dân địa phương thấy Nghị đi xe máy đến bưu điện Cầu Voi gặp Hồng và Vân. Người dân địa phương có miêu tả Nghị mặc quần jean khoác bên ngoài chiếc áo sơ rộng. Ngay trong ngày 14 tháng 1, cơ quan điều tra đã cử trinh sát đến tất cả những địa chỉ mà Nghị thường xuyên lui tới nhưng không gặp anh ta. Sau đó cơ quan điều tra cử trinh sát mai phục tại nhà cha mẹ của Nghị ở Cai Lậy, Tiền Giang. Đến nửa đêm thì nghi can xuất hiện, các trinh sát thực hiện biện pháp áp giải về cơ quan điều tra lấy lời khai. Vì sao Nghị phải bỏ trốn trong đêm xảy ra vụ án mạng? Vì sao có quan hệ tình cảm thân thiết với hai nạn nhân mà sáng hôm sau khi nghe tin Hồng và Vân bị sát hại, Nghị lại phải bỏ trốn?
Và sau khi Nguyễn Văn Nghị được bố trí đi lánh nạn nơi an toàn, thì kịch bản bắt Hồ Duy Hải làm Dê Tế Thần đã được vạch ra. Người ta tìm từ những cuộc điện thoại gọi đi, gọi đến qua lại với hai cô gái này, xác định được Hồ Duy Hải là người có quen biết với các nạn nhân. Vậy là Hồ Duy Hải bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2008, sau hơn 2 tháng công an mò mẫm tìm thủ phạm. Tất nhiên trong quá trình điều tra và hỏi cung, với nghiệp vụ của ngành công an được cho là sợ nhất thế giới, với những đòn tra tấn rất nghiệp vụ, đã được các chuyên gia huấn luyện thành thục, thì việc Hồ Duy Hải phải nhận tội giết người như Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Văn Chấn, Hàn Đức Long là lẽ đương nhiên. Và những lời khai của Hồ Duy Hải đã có kịch bản theo hướng dẫn của điều tra viên và cho khớp với hồ sơ vụ án. Việc tăng vật quan trọng nhất của vụ án như sau: và thớt bị tiêu hủy và ngụy tạo chứng cứ, ghi thêm vào lời làm chứng của anh Đinh Vũ Thường từ không xác định người ngồi trong bưu điện cầu voi là ai, thành thấy Hồ Duy Hải. Tại hiện trường đêm xảy ra vụ án, không giám định máu tại hiện trường, lúc ban đầu mà phải để sau 4 tháng, chờ máu phân hủy và không giám định dấu vân tay của Nguyễn Văn Nghị là nhằm mục đích bao che cho thủ phạm. Vai chương chính của ông Tránh Án và Cải cách Tư pháp tất nhiên sẽ thiếu sót nếu đo kết quả cải cách tư pháp chỉ trong hình dung bằng viên giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải. Nhưng viên giám đốc thẩm do toàn thể hội đồng thẩm phán tối cao thực hiện với sự chủ tọa của Tránh Án tối cao, đồng thời là bí thư Trung ương Đảng, lại có thể nhìn thấy cải cách tư pháp ở những vấn đề then chốt nhất của nó. Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 được Bộ Chính trị đưa ra vào tháng 6 năm 2020 đã trải đến 5 đời Chủ tịch nước là trưởng ban chỉ đạo. Một cách tổng quát, nó thiết kế lại hệ thống tư pháp vốn là những ngành thực hiện nhiệm vụ an ninh nội chính của nhà nước, thành nhánh quyền lực thực hiện quyền tư pháp, hợp cùng quyền lập pháp, quyền hành pháp thuộc chủ quyền nhân dân. Nó xác lập mục đích của quyền tư pháp, từ chỉ bảo vệ nền pháp chế trả hồi chủ nghĩa, bảo vệ chế độ cầm quyền, đến bảo đảm công lý. Nôm na hơn, bộ máy tư pháp từ nhiệm vụ chính bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích nhà nước, còn thực hiện vai trò bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đây là một trạng thái chuyển đổi quan trọng, từ một nhà nước cách mạng đến một nhà nước quản trị xã hội, kiến tạo phát triển. Nó xác lập cụ thể trong đời sống chính trị, tư cách ngang bằng giữa các chủ thể lợi ích, địa vị pháp lý bình đẳng của quyền tư hữu, công hữu và sở hữu tập thể. Chính vì lý do này, cải cách tư pháp được coi là một thể chế thiết yếu bảo đảm sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở chuyển đổi đó, chiến lược cải cách tư pháp xác định tòa án là chế định trung tâm của quyền tư pháp, bảo vệ nhà nước pháp quyền, bảo đảm duy trì công lý. Nó nâng địa vị tòa án từ cơ quan xét xử làm nhiệm vụ quy chiếu đường lối, chính sách và chỉ đạo của Đảng, của nhà nước cách mạng dưới dạng bản án, thành trung tâm của quyền tư pháp xét xử, chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện chức năng giải thích luật để luật pháp cập nhật kịp thời diễn biến của đời sống xã hội, bảo đảm quyền lực tối thượng của hiến pháp, bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động xét xử, thực hiện chủ quyền của nhân dân, điều chỉnh luật pháp và chính trị. Phải nói rằng quan điểm cải cách này nếu không nói từ bỏ lý thuyết, tổ chức quyền lực chính trị của nhà nước cách mạng thì cũng là một tiếp nhận dứt khoát hệ thống trí thức về vận hành quyền lực phổ quát của văn minh mà những nhà lý luận biệt phái mịch danh, giai cấp vô sản phu cho là tư duy phản cách mạng. Đây là một thành quả của nhiều thế hệ nghiên cứu về luật pháp và chính trị của Việt Nam, cũng là bản lĩnh của những nhà lãnh đạo quốc gia thuộc thế hệ cầm quyền trong công cuộc đổi mới như các ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Trần Đức Lương. Vận hành quyền tư pháp chính là một cốt lõi thực hiện dân chủ. Nói đơn giản, nhà nước pháp quyền xác lập cách thức giải quyết các xung đột, mâu thuẫn bằng lý lẽ, cũng như cơ chế để các lý lẽ phù hợp với lẽ phải thành luật pháp, một công cụ thống nhất hành động, thay vì áp đặt bạo lực chân chính. Chính vì vậy, chiến lược cải cách tư pháp xác định một trọng tâm đột phá là chuyển đổi mô hình tố tụng thẩm vấn, dựa vào bản cung sang mô hình tố tụng tranh biện chứng. Cùng với yêu cầu thay đổi đó là sự hình thành các định chế hỗ trợ tư pháp, trong đó luật sư cũng là một công cụ thực hiện quyền tư pháp của nhân dân. Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị còn yêu cầu mạnh mẽ quá trình thực hiện quyền tư pháp phải đặt trong sự giám sát chặt chẽ nhân dân, nhất là sự giám sát của các định chế đại diện như cơ quan dân cử, mặt trận và báo chí. Đây là một trụ cột tích cực triển khai chiến lược cải cách tư pháp. Thực tế, vai trò giám sát này cần được ghi nhận như một thành tựu cần được tiếp tục thúc đẩy và làm cho nó chính đáng mạnh mẽ hơn nữa. Cùng với vai trò giám sát đó,
chiến lược cải cách tư pháp cũng được triển khai dựa trên tác động của năng lực thị trường, năng lực chính trị. Thị trường dịch vụ được sử dụng như một cơ chế để các công cụ hỗ trợ tư pháp, không phải là công cụ ban phát làm sai lệch tư thế ngang bằng của các chủ thể ở pháp đình. Nhiều vụ án công lý được duy trì chính yếu bởi lao động nghề nghiệp, xứng đáng của luật sư hay của các định chế hỗ trợ pháp. Sự tiếp cận của người nghèo với định chế này thì từng trường hợp có thể phát sinh nhiều vấn đề cần bổ khuyết, nhưng ngay trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải, nó khẳng định định chế này là một trụ cột thiết yếu để bảo đảm công lý, do vậy cũng đem lại kết quả cuối cùng của chiến lược cải cách tư pháp. Tuy nhiên, giống như mọi nội dung cải cách chính trị, cải cách tư pháp phụ thuộc chính yếu vào năng lực chính trị của hệ thống, bao gồm trong đó cả bộ máy lãnh đạo và bộ máy thực hiện. Năng lực ấy chủ yếu được hình thành bởi tư duy khoa học, bố trí tổ chức cán bộ, bản lĩnh xử lý các tương tác chính trị tác động đến cải cách. Xuất phát từ yêu cầu này, Đảng đã xây dựng cơ cấu chức danh. Trong ngày 7 tháng 5, Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi văn bản số 127 kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét yêu cầu của luật sư Trần Hồng Phong đề nghị được tham gia đầy đủ phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hồ Duy Hải. Trước đó, vào ngày khai mạc phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải hôm 6 tháng 5, chủ tọa chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã mời luật sư Trần Hồng Phong rời khỏi phiên tòa sau khi ông có mặt khoảng tầm 20 phút đồng hồ. Lý do được nêu ra, phần sau của phiên tòa là phần xét xử mang tính nội bộ, không cần có luật sư. Luật sư Phạm Công Úc, một luật sư theo dõi sát sao vụ án tử tù Hồ Duy Hải, lên tiếng với AFA rằng, theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, thì Hội đồng Xét xử, Chủ tọa, Phiên tòa cấp Giám đốc Thẩm có quyền triệu tập người bị kết án, những người tham gia tố tụng hoặc những người có liên quan đến bản án được yêu cầu Giám đốc Thẩm. Luật sư Phạm Công Úc nhấn mạnh rằng, quy định này được hiểu là Hội đồng Xét xử và Chủ tọa có quyền chứ không có trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ. Và căn cứ theo luật thì luật sư Trần Hồng Phong nhận giấy mời tham dự 3 ngày chứ không phải là giấy triệu tập. Do đó, luật sư Phạm Công Úc khẳng định Hội đồng Xét xử và Chủ tọa có quyền quyết định về thời gian có mặt của luật sư Trần Hồng Phong tại phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Trong khi đó, qua trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện sau khi bị mời khỏi phiên tòa giám đốc thẩm hôm 6 tháng 5, luật sư Trần Hồng Phong chia sẻ. Không loại trừ khả năng là tôi có cái quyền tranh luận theo cái quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tuy nhiên là như tôi đã nói đó, tức là do tôi không được tham dự tiếp theo, cho nên tôi đã không có cái cơ hội để mà tranh luận. Nhưng mà tôi cũng nói luôn là thực ra cái phiên tòa này á, và ngay cái việc luật sư tham gia này á, là theo cái Bộ luật Tố tụng Hình sự là Bộ luật Tố tụng Hình sự mới. Và luật sư trên thực tế cũng gần như là chưa có tham gia, cho nên chắc chắn là nó vẫn có những cái điểm mà nó chưa có hoàn thiện, khiếm khuyết. Nhưng cái phiên tòa này chủ yếu là xét cái nội dung kháng nghị của viện sát, còn cái tranh luận nhân luận cũng là cái phụ thôi. Hội đồng người ta xem trên cái tài liệu chứng cứ trên giấy và người ta xác định là xử như vậy là đã đúng hay chưa. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 7 tháng 5, luật sư Phạm Công Úc cho AFA biết thông tin mới nhất liên quan đến luật sư Trần Hồng Phong. Luật sư Trần Hồng Phong vừa mới xuống sân bay Tân Sơn Nhất và được thông tin là ông Nguyễn Bình đồng ý là luật sư Trần Hồng Phong tiếp tục phiên tòa. Thành ra bây giờ luật sư Trần Hồng Phong đang đặt vé để bay ra Hà Nội tiếp, để dự phiên tòa sáng mai. Phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải diễn ra trong 2 ngày vừa qua, được truyền thông trong nước tường thuật chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong ngày xét xử thứ 2, 7 tây tháng 5 đưa ra đề nghị cần thực nghiệm lại hiện trường vụ án, mục tiêu nhằm xác định thời điểm, thời gian Hồ Duy Hải có mặt tại bưu điện Cầu Voi. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng có mâu thuẫn giữa các lời khai của Hồ Duy Hải về cách thức tấn công nạn nhân mà cơ quan điều tra, tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm chưa làm rõ những mâu thuẫn này. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho rằng tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã có sai lầm mà theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là nghiêm trọng khi không đánh giá động cơ mục đích gây án của Hồ Duy Hải. Luật sư Phạm Công Úc từng khẳng định với AFA rằng nếu như vụ án Hồ Duy Hải được điều tra lại thì sẽ gặp khó khăn rất nhiều, bởi vì không thể thu thập được bằng chứng khách quan
theo trình tự tố tụng hình sự, các mẫu vật tại hiện trường để giám định theo thời gian cũng không còn. Trước đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại phiên tòa giám đốc thẩm cần thực nghiệm lại hiện trường vụ án, luật sư Phạm Công Úc vào tối ngày 7 tháng 5 nói với AFA về quan điểm của ông. Tôi cho rằng là chứng cứ phi vật chất này, nó xem là chứng cứ khi nào nó phù hợp với là chứng cứ vật chất. Mà chứng cứ vật chất thì trong hồ sơ vụ án hiện nay không có gì. Luôn cả kết quả giám định là không có dấu vân tay của Hải trong các vết máu này thì đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Tức là người ta tiêu hủy nó đi. Những cái gì tình tiết có lời cho Hồ Duy Hải người ta rút đi. Và người ta dùng cái lời khai của Hồ Duy Hải. Mà lời khai đó là với quá trình kinh nghiệm của mình, tôi tính rằng là Hồ Duy Hải bị áp lực, chứ không phải là mình là hung thủ giết người để mình khai đúng như vậy. Luật sư Phạm Công Úc quả quyết vụ án tử tù Hồ Duy Hải là một bài toán đố không có lời giải. Qua giải thích về mặt pháp lý, bởi cái thớt nó không còn, cái ghế nó không còn, con dao nó không còn, các vết máu không còn, các dấu vân tay ở tại hiện trường không còn. Rồi bây giờ Nguyễn Văn Nghị có còn hay không để lên lời khai? Chứ đây đã anh đã lấy mời lên lấy lời khai, rồi sau đó anh đã lập danh chỉ bản, rồi anh đã lấy dấu vân tay. Rồi bây giờ Nguyễn Văn Nghị còn ở Việt Nam không hay là đang ở nước ngoài? Bây giờ nếu mà lập lại hiện trường có mời được Nguyễn Văn Nghị hay không? Hay là Nguyễn Văn Nghị bây giờ mang một cái quốc tịch nào đó rồi mang một cái tên nước ngoài nào đó mà anh không có lệnh truy nã? Tức là anh không thể nào dẫn giải Nguyễn Văn Nghị về được. Tuy nhiên, luật sư Phạm Công Úc khẳng định mọi kết quả được tuyên tại phiên tòa giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải đều vô giá trị theo quy định pháp luật hiện hành. Phiên tòa này xử kiểu nào xử dưới góc nhìn của tôi là đều là sai hết. Xử quỷ, xử oan, xử không oan, kết quả thế nào cũng là đều là sai. Đó là cái phát hiện của tôi thì dẫn tới vấn đề là bất kỳ kết quả nào của bản án của giám đốc thẩm đối với Hồ Duy Hải trong những ngày này là sẽ là sai. Luật nói là như vậy nhưng mà mấy anh hiểu sai, mấy anh đã làm sai, và làm sai á thì nó sẽ đưa ra cái chuỗi kết quả là sẽ là sai. Luật sư Phạm Công Úc viện dẫn Bộ luật tố tụng hình sự mới năm 2015 phân biệt hai loại gồm phiên tòa giám đốc thẩm và phiên họp giám đốc thẩm. Trong đó, phiên tòa giám đốc thẩm là giám đốc đối với vụ án bị kháng nghị, còn phiên họp giám đốc thẩm là đối với quyết định của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu giám đốc thẩm đối với quyết định của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chứ không phải hồ sơ vụ án. Luật sư Phạm Công Úc khẳng định có một sự sai lầm nghiêm trọng trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, vì đây là hồ sơ vụ án, chứ không phải là quyết định của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Căn cứ vào cái clip mà chủ tòa, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, giữ quyền chủ tòa phiên tòa, công bố clip đưa trên báo chí trong nước, thì ông ấy đã phát biểu rằng là hội đồng thẩm phán mở phiên tòa giám đốc thẩm để xét xử vụ án giết người cướp của Hồ Duy Hải. Thì tôi nghĩ là ông đang nói bằng những cái từ dân gian. Trong bộ luật hình sự chỉ có tội là cướp tài sản chứ không có tội cướp của. Tôi lắng nghe là hội đồng thẩm phán tập hợp hết 17 vị. Thì ở đây là phiên tòa giám đốc thẩm là không thể nào có hội đồng thẩm phán. Mà hội đồng này là hội đồng toàn thể thẩm phán chứ không phải hội đồng thẩm phán. Và luật tố tụng quy định là hội đồng toàn thể thẩm phán đối với phiên tòa giám đốc thẩm là 5 thẩm phán, chứ không phải là 17 thẩm phán. Tức là ông đã nhầm lẫn, và dàn tham mưu của tòa án tối cao đã nhầm lẫn để đưa ra cái hội đồng thẩm phán, mà lẽ ra là theo luật là hội đồng toàn thể thẩm phán. Luật sư Ngô Anh Tuấn vào tối ngày 7 tháng 5 bày tỏ với AFA về hy vọng của ông trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải ngày 8 tháng 5. Tôi nghĩ rằng là sẽ có một niềm tin rằng là sẽ có cái kết quả là hủy án, bởi vì cái điều này nó sẽ không liên quan nhiều đến về cái mặt nội dung, mà tôi nghĩ rằng là có các cái động thái chính trị nó sẽ nhiều hơn, và tôi nghĩ rằng là nó sẽ có một cái kết quả ít nhất là có lợi cho Hồ Duy Hải, bởi vì giữ nguyên cái án phúc thẩm vào lúc này thì không được lời gì về mặt chính trị cho họ. Tôi nghĩ là họ không giải để họ làm điều đó. Cái ông chủ tọa phiên tòa sẽ không bất chấp để làm cái điều đó. Rất không có lợi cho cả của ông chủ tọa và cả những người phía trên của ông Bình. Trong khi đó, luật sư Võ An Đôn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của ông rằng đi tìm công lý ở Việt Nam giống như mò kim đáy biển.
hy vọng tử tù Hồ Duy Hải tìm thấy công lý sáng nay. Và trên mạng xã hội, cộng đồng những người quan tâm vụ án tử tù Hồ Duy Hải có đồng chia sẻ rằng công lý phải được thực thi. Qua phiên tòa giám đốc thẩm vào ngày dự kiến kết thúc 8 tháng 5 năm 2020, với lời khẳng định, hoặc là tự do cho Hải, hoặc là chính phủ Việt Nam để lại một vết nhơ muôn đời cùng lịch sử.